đây là quả chí cống của người Mông, dược thiện đấy, và xào cũng được, ăn xào tươi ăn cũng được, hoặc ngâm ớt, ngâm ớt với măng chua. Tác dụng là bổ máu. Đây là mầm cây chí cống ngâm. Cái này, cái mầm này thì có thể xào tươi ăn luôn, nhúng lẩu, vân vân. Còn muốn để bảo quản thì ngâm chua. Đây là một trong những món ăn thân thuộc của người Mông. Ngày xưa nhà giàu mới trồng được chí cống ấy, mới có đất để trồng chí cống ấy. Còn bây giờ thì trồng rất dễ rồi, nó mọc trên nương rất nhiều. Đây là củ của nó này. Củ này trồng rất dễ, trồng vừa làm cảnh, vừa làm thức ăn, vừa làm thuốc. Chí cống chính là một loại dược thiện của người Mông. Người Nhật cũng dùng rất nhiều cây này.